Chào các bạn nhé. Hôm nay sáng sớm thì có một người đặt hoa tường vi của mình. Hôm trước cái clip hôm trước thì bạn ấy thích là cây tường vi mỗi loại một màu. Thì đây nhá, ở trong vườn nhà mình có này. Đây là màu tường vi huyết long nhá. Hoa đỏ rực rất là đẹp này. Tường vi trắng đây. Đây là cái giống tường vi song hỷ đây. Đó. Và đây là cây màu hồng này. Toàn bộ là màu hồng này. Quay sát một chút đây. Lại hoa cho các bạn xem này, mặt hoa nhá. Tường vi huyết long nhá, hoa đỏ, lá đỏ này, thân đỏ này. Đây là tường vi bạch long này, hoa trắng tinh. Nếu ai thích màu trắng tinh khôi thì tường vi bạch long nhá. Đây là tường vi song hỷ nhá. Đó. Còn ai thích màu hồng đây. Đó. Màu hồng này. Và còn một cái loại màu đỏ lá xanh nữa nhá. Đây, màu đỏ lá xanh này. Đó. Rồi chào các bạn nhá.